Tiểu sử YouTuber Philip Lê. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, Philip Lê là một YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. An từng là một nhiếp ảnh gia thường xuyên chụp hình cho Nhi người nổi tiếng. An chụp Nhi ảnh cho nữ sĩ Đông Nhi và mối quan hệ của cả hai rất thân thiết. Năm 24 tuổi, khi công việc tại Việt Nam đang phát triển, An bất ngờ quyết định sang New York du học. Sang New York du học là ước mơ từ nhỏ của An, vì vậy An đã tự nhủ rằng dù thế nào An cũng phải ở đây. An muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Việt Nam có rất nhiều người trẻ có tài, có thể sinh sống và làm việc tại đất nước cờ hoa này. Khi mới sang Mỹ, An ở bang Texas nhưng sau đó An cảm thấy nơi đó không phù hợp với mình. Cầm số tiền 1 tỷ đã tích cóp được sau một thời gian làm việc tại Việt Nam sang Mỹ, An đã tiêu hết số tiền này cho việc du lịch nước Mỹ trong vòng 1 năm. Sau một năm du lịch nước Mỹ, cuối cùng An đã lựa chọn dừng chân tại thành phố Boston vì cảm thấy trường đại học ở đây có nhi học bổng hơn cả. Khi không còn ti trong người, Philip đã phải đi làm các việc để kiếm ti chi trả cho cuộc sống và chuẩn bị cho việc thực hiện các dự định của bản thân. An đã làm phụ bếp tại một nhà hàng Thái Lan và làm pha chế tại một quán cà phê. Ngoài việc học tại trường, An đã tận dụng hết thời gian dành để đi làm kiếm ti. Tuy công việc bận rộn nhưng 2 năm đầu, An rơi vào trạng thái trầm cảm, sống khép kín. Khoảng thời gian từ năm 2017-2018 là khoảng thời gian mà An rất muốn Việt Nam. Có lẽ là vì An cảm thấy quá mệt mỏi và mọi thứ đối với An là quá sức chịu đựng. Vượt qua những áp lực và khó khăn, Philip đã chuyển đến sinh sống tại New York. Sau khi học xong, An đã tìm được công việc làm nhiếp ảnh gia cho một công ty ngành tóc và mỹ phẩm. An cũng xây dựng kênh YouTube và phát triển nội dung. Hiện tại, kênh YouTube của An đã sở hữu hơn 100.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, An còn tranh thủ đi làm thêm với một chuyên gia trang điểm nổi tiếng người Việt vào thứ Bảy và Chủ nhật.